Chúng ta thường chăm chút rất nhiều cho da mặt, da toàn thân nhưng lại ngó lơ bàn tay của mình. Vì vậy, việc bạn không nâng niu đôi bàn tay xinh xắn sẽ khiến chúng trở nên nhăn nheo, thô ráp và mất điểm trước mọi người đấy. Đây cũng là lúc bạn cần cân nhắc tới các loại kem dưỡng da tay. Thấu hiểu được điều này, bản tin hôm nay sẽ review kem dưỡng da tay Inize Ezeuber Landing Tea Hand Cream. Giới thiệu về thương hiệu Inize. Inize là một thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc. Ngay khi vừa mới ra mắt, thương hiệu đã được ưa thích nhờ những sản phẩm có thành phần được lấy thiên nhiên. Mục tiêu Inize muốn mang lại là vẻ đẹp khỏe mạnh thực sự cho khách hàng thông qua những ưu đãi từ thiên nhiên. Thông điệp này của hãng nhằm lan tỏa vẻ đẹp của cuộc sống xanh thân thiện với môi trường, nhằm bảo vệ cân bằng hệ sinh thái trên trái đất. Đặc biệt, những nguyên liệu đều được lấy từ hòn đảo nổi tiếng Jeju tinh khiết, mang đến vẻ đẹp của cuộc sống xanh thân thiện với môi trường, nhằm bảo vệ cân bằng hệ sinh thái. Thiết kế bao bì của kem dưỡng da tay Inize Ezeuber Landing Tea Hand Cream. Kem dưỡng da tay Inize Ezeuber Landing Tea Hand Cream có thiết kế với màu pastel nhẹ nhàng, giúp tạo nên một sự hài hòa cho sản phẩm. Kem được chứa trong tuyếp nhựa mềm nên bạn có thể điều chỉnh lượng sản phẩm lấy ra vừa đủ để sử dụng mà tránh được sự dư thừa lãng phí. Kem dưỡng da tay cỡ lớn đựng trong tuyếp chất lượng cao, bao bì màu sắc và thiết kế bao bì sang trọng tinh tế phù hợp với đề tặng người thân, bạn bè. Dòng kem dưỡng da tay cao cấp với mỗi gói được đựng riêng trong từng sản phẩm, dung tích dồi dào lên đến 100ml. Đây cũng chính là một sự lựa chọn tuyệt vời để tặng cho những người thân yêu của bạn. Mùi hương của kem dưỡng da tay Inize Ezeuber Landing Tea Hand Cream. Hiện tại, Ezeuber Landing Tea chỉ mới vừa ra mắt 3 mùi hương, gồm Midnight Apricot Tea, Daylight Zoe Tea, Dan Hoji Tea. Cụ thể, Inize Daylight Zoe Tea là một sự kết hợp hoàn hảo giữa trà và hoa. Sự kết hợp này mang đến một mùi hương hoa ngọt ngào, dịu nhẹ, giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, thư thái, giúp bạn có cảm giác như đang được dạo chơi giữa vườn hoa tê mát. Inize Midnight Apricot là sự kết hợp hài hòa giữa trà và trái cây. Sự hòa quyện giữa trà và trái cây mang đến hương thơm thanh mát, nhẹ dịu, tạo cảm giác thư giãn tuyệt vời. Chắc chắn mùi hương này sẽ nhanh chóng xóa tan mệt mỏi cuộc sống. Inize Dan Hoji Tea dậy mùi thơm như tách trà buổi sáng, tạo cảm giác hưng phấn ấm áp. Công dụng kem dưỡng da tay Inize Ezeuber Landing Tea Hand Cream. Kem dưỡng da tay Inize Ezeuber Landing Tea Hand Cream là loại kem dưỡng da tay có chứa công thức dưỡng ẩm, làm mềm da tuyệt vời với sự có mặt của ba thành phần tự nhiên bao gồm bơ hạt mỡ, olive và trà xanh Jeju. Vì vậy mà khi thoa lên da rất dễ thẩm thấu và khóa dưỡng chất, giữ ẩm cho da, giúp da luôn mềm mại, mịn màng, cấp nước cho da mà bạn không hề có cảm giác rết da. Kết cấu dạng sáp tự nhiên vô cùng mềm mại. Khi thoa Inize Ezeuber Landing Tea Hand Cream lên da rất dễ thẩm thấu và khóa chặt dinh dưỡng, giữ ẩm cho da, giúp da duy trì tình trạng ngậm nước, mềm mại. Đối với những bạn có đôi bàn tay khô ráp, sần sùi và cảm thấy nứt nẻ, Inize Ezeuber Landing Tea Hand Cream sẽ là lựa chọn chăm sóc tay tuyệt vời, mang lại cảm giác mềm mại, dễ chịu với sự lựa chọn mùi hương đa dạng. Hướng dẫn sử dụng kem dưỡng da tay Inize Ezeuber Landing Tea Hand Cream. Bạn lấy đủ lượng kem và cho kem vào lòng bàn tay. Tiếp đó bạn bắt đầu bôi đều sản phẩm lên da tay. Massage để kem thấm nhanh. Bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào thấy cần thiết. Lưu ý và bảo quản. Đóng nắp sau khi sử dụng, bôi đều sản phẩm lên da tay. Không bảo quản nơi có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, nơi có ánh sáng trực tiếp. Bảo quản nơi thoáng mát. Trên đây là tất cả những thông tin về sản phẩm kem dưỡng da tay Inize Ezeuber Landing Tea Hand Cream mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn. Bạn có thể sở hữu sản phẩm chính hãng ở đường link dưới video nhé.